Bốn nguyên tắc xây dựng thuộc tính thương hiệu trong chiến lược định vị. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, người tiêu dùng có quá nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu. Thách thức đặt ra cho các thương hiệu mới đầu tiên là phải làm sao để thị trường chấp nhận sống đủ lâu và cuối cùng mới đến phát triển bền vững. Và không phải tự nhiên mà một thương hiệu vô danh nào đó có thể đặt chân vào trong tâm trí khách hàng. Đó là cả một chiến lược định vị thương hiệu. Được xây dựng với quy trình bài bản kèm theo những thuộc tính cực kỳ tinh vi. Và để đảm bảo thuộc tính thương hiệu trong chiến lược định vị phát huy hiệu quả, bạn cần tuân thủ bốn nguyên tắc quan trọng dưới đây. Nguyên tắc 1, kết nối nhu cầu của khách hàng. Trong hành trình mua hàng, để lựa chọn và đưa ra quyết định, khách hàng sẽ liên tục tìm kiếm, kết nối nhu cầu bản thân với vô số thương hiệu với mong muốn tìm được một liên kết phù hợp cho nên trong chiến lược định vị, marketer cần hiểu rõ nhu cầu và đưa ra một kết nối giữa thuộc tính thương hiệu với nhu cầu của người tiêu dùng. Bạn dễ dàng thấy vô vàn quảng cáo bia với những thuộc tính như bia sang dành cho tiệc tùng, bia chiêu với bạn thân, bia ngon dành cho chiến hữu. Phẩy, nhưng chung quy lại, tất cả chỉ để dễ dàng kết nối với nhu cầu người tiêu dùng tùy thuộc hoàn cảnh, tình huống. Nguyên tắc 2. Khác biệt với đối thủ. Trước khi bắt tay vào xây dựng thuộc tính cho thương hiệu, bạn nên nghiên cứu kỹ thị trường đối thủ cạnh tranh, xem xét các thương hiệu hiện tại đang có trên thị trường, họ xây dựng thuộc tính chủ đạo gì, thỏa mãn nhu cầu nào của khách hàng, đặc biệt là học hỏi từ các thương hiệu lớn. Cuối cùng, bạn cần phải tư duy một cách sáng tạo để thiết kế ra các thuộc tính mới, khác biệt. Nguyên tắc 3. Bền vững với xu hướng, lối sống của tập khách hàng mục tiêu. Theo Chen là một cách tiếp cận tốt với người tiêu. Dùng, tuy nhiên xây dựng thuộc tính thương hiệu cần một quá trình lâu dài hơn thế, những xu hướng nổi lên đến cuối cùng cũng. Sẽ lỗi thời, và bị thay thế bằng những trào lưu thú vị hơn Ất hẳn, bạn, sẽ không muốn tái định vị, thay đổi thuộc tính thương hiệu liền tù tì chỉ, để phù hợp hơn với xu hướng khách hàng Bạn, nên xây dựng những thuộc tính có tính chiến lược, phù hợp với lối sống của tập khách hàng mục tiêu trong dài hạn Để có thể phát triển thương hiệu bền vững Một ví dụ về thương hiệu giày Đông Hải với tập khách hàng mục tiêu là những người quan tâm nhiều về, chất lượng sản phẩm khá truyền thống và không quá quan trọng về việc cập nhật xu hướng thời trang, vì vậy thuộc tính bền, chất lượng là thuộc tính bền vững phù hợp với tập khách hàng mục tiêu này. Trong khi đó, thương hiệu giày Juno nhắm vào nhóm khách hàng mục tiêu là giới trẻ có phong cách thời trang và thích cập nhật xu hướng, nhóm khách hàng này thường mua đồ rất nhiều và thường xuyên với nhiều loại khác nhau để phối hợp với nhau. Vì vậy, thuộc tính quan trọng bền vững mà Juno xây dựng cho nhóm khách hàng mục tiêu này là cập nhật xu hướng thời trang. Nguyên tắc 4 khó bắt trước nguyên tắc này khá quan trọng tuy nhiên không phải là một nguyên tắc bắt buộc bởi vì hầu như không có gì là không thể bắt trước được thông thường yếu tố khó bắt trước sẽ được các thương hiệu ở phân khúc cao cấp quan tâm vì để xây dựng được thuộc tính độc đáo và khác biệt trên thị trường thường cần nguồn lực và chi phí đầu tư cao trên đây là bốn nguyên tắc xây dựng thuộc tính bạn cần lưu ý khi lập chiến lược định vị mỗi nguyên tắc sẽ tạo nên những giá trị riêng biệt cho thương hiệu gia tăng tính cạnh tranh với đối thủ trên thị trường và kết nối đến những điểm chạm trong tâm trí khách hàng. Bạn yêu quý, hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.